Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để cập nhật cho anh chị cái giá bán về các dòng xe trong phân khúc 600 triệu lăn bánh ở Toyota Bắc Ninh thời điểm tháng 5 năm 2023 này. Thì đầu tiên cũng nhiều câu hỏi của các anh chị là ở thời điểm này thì 600 triệu mua được xe gì? Thì bọn em có rất nhiều chiếc xe để đáp ứng được cái nhu cầu trên, cái yêu cầu trên, và tùy theo cái nhu cầu này thì em sẽ tư vấn cho anh chị một vài dòng xe để anh chị lựa chọn vào cái phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thì thứ nhất, trong nếu mà anh chị có tài chính khoảng tầm 600 triệu mà muốn lấy sedan thì bên em có chiếc xe Vios mới ra mắt được vài ngày. Giá lăn bánh của bản G thì nó khoảng nhỉnh 600. Còn bản ECVT số tự động thì nó sẽ rơi vào chỉ khoảng 570-580 thôi. Đây là bản G. Bản E thì nó cũng tương tự vậy, nó khác cái động cơ khung gầm và cảm giác lái đều như nhau, tuy nhiên là khác nhau về option cũng như là một chút cái tính năng khác. Thì nếu chị nào thích sedan, vận hành nhiều, thích máy lành, rồi cái ai mà đi lại nhiều ấy, đi ví dụ như là đi liên tỉnh, liên huyện nhiều hoặc đi trên đường cao tốc nhiều thì nên là lấy sedan, và có hai lựa chọn là Vios ECVT và Vios G. Còn lựa chọn thứ hai, nếu anh chị thích xe 5 chỗ gầm cao, trẻ trung, anh chị là những người cá tính và các bạn trẻ tầm 30 tuổi đổ lại chẳng hạn, thì có thể lựa chọn thêm cái phương án bên cạnh là phương án con Toyota Ray, chiếc xe Toyota Ray. Thì chiếc xe này ở thời điểm này thì giá đang rất là tốt, nếu mà màu tiêu chuẩn thì lăn bánh còn chưa đến 600 triệu, khoảng tầm 595. Còn nếu mà màu những cái màu đặc biệt thì sẽ có giá khoảng nhỉnh 600 một chút thôi, 600 một chút vài triệu thôi. Thì chiếc xe này thì có gầm cao 5 chỗ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và có rất nhiều tùy chọn màu sắc để phù hợp với cái cá tính, về lựa chọn về sở thích cũng như là về mệnh. Trắng, đen, đỏ, đỏ nóc đen, xanh nóc đen, vàng nóc đen, trắng nóc đen, trắng ngọc trai nóc đen. Chiếc xe này thì gầm rất là cao, lốp cũng là to, cũng nhiều tính năng hỗ trợ người lái, đặc biệt như là cái bộ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cộng với cái cảnh báo điểm mù trên gương. Nhắc đến tính an toàn thì vừa nãy ở Vios em quên không nhắc đến là phiên bản G 2023 này thì cũng được trang bị thêm gói an toàn Toyota Safety Sense, cảnh báo lệch làn rồi cảnh báo tiền va chạm. Tiếp theo, nếu mà anh chị có tài chính khoảng tầm 600 mà muốn lấy xe 7 chỗ, xe đa dụng, mình làm kinh doanh chẳng hạn, hoặc là nhà mình đông người, hoặc là anh chị làm dịch vụ, chiếc xe này thì không phải trong phân khúc 600, mà đây là chiếc xe anh ruột của chiếc xe phân khúc 600, đây là Veloz. Còn chiếc xe em muốn giới thiệu đến nhưng mà em không còn xe ở bãi để em giới thiệu anh chị là chiếc xe Toyota Avanza. Thì có hai tùy chọn là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Với phiên bản số sàn thì nhỉnh 600 một chút, khoảng tầm 601. Còn phiên bản số tự động thì nó cao hơn một tí thôi, khoảng tầm 630. Nhưng anh chị nào tài chính thì hiện tại thì phiên bản số tự động giá nó chỉ chênh thôi, phiên bản số sàn khoảng tầm 20 triệu. Thì theo cá nhân em thì nếu có tài chính mình không hạn hẹp quá thì mình nên lấy số tự động. Hoặc là ai quen chạy số sàn rồi chẳng hạn thì mình sẽ nên lấy số sàn thôi. Còn nếu mà anh chị chạy được số tự động thì lấy số tự động chạy cho nó nhả, mà tính năng của nó cũng cao hơn, mà giá nó chỉ chênh lên có một chút thôi. Thì trong phân khúc 600 triệu nhập khẩu thì năm 2022 thôi, còn 2023 là lắp ráp ở Việt Nam, có hai phiên bản số sàn số tự động để lựa chọn, rất là đa dụng, phân khúc chỉ xem hai chiếc xe bên cạnh thôi, tiền xem với nhau, 7 chỗ gầm cao đa dụng. Anh chị nào mà nhà kinh doanh cần chở hàng có thể hạ hàng ngày thứ hai và thứ ba xuống để chở hàng rất là thoải mái, hoặc là nếu khi nhà mình đông người phát sinh chở người 7 người thì mình có thể ngồi, hoặc là nếu mình có đi 5 người nhưng mà mình thích, nhà mình hay đi cũng đường xa ấy, nhưng mà không quá xấu thì mình có thể là lấy xe 7 chỗ để ngồi nó thoáng hơn, và có thể gặp hàng ngày thứ ba xuống để đồ, mình đi du lịch rất là thoải mái. Rồi thì ba đề xuất của em ở phân khúc 600 triệu trả thẳng, còn nếu mà trả góp thì 600 triệu ra thoải mái. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các dòng xe khác của Toyota, hay là về các cái dòng, một trong ba dòng xe mà em vừa báo anh chị bên trên, thì vui lòng gọi điện giúp em qua số hotline trên màn hình. Em sẽ hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.